nhập viện vì đau bụng. Bệnh nhân có các triệu chứng cơ năng là bệnh nhân có đau bụng thường vị, thì đau hoàn toàn trên, không sốt, không lành da. Bệnh nhân đang điều trị nội soi, nội đang điều trị nội soi túi mật. Thì lần này đến khám thì bệnh nhân đột nhiên đau bụng, thì bệnh nhân được đưa đi nhập viện. Thì khám thì thấy các ống thì không có lỗ. Đúng rồi. Anh đang bận chút xíu, 10 phút nữa anh xuống nha, được không? Rồi tôi mà tôi cảm thấy bụng mềm chứ không muốn đào, ấm thì mình không có đào. Chứ còn lại cũng chưa đi nhận được. Thằng bác sĩ đến nơi rồi, giờ hướng xử trí làm sao? Hướng xử trí của bệnh nhân này là mình cho các thử nghiệm lâm sàng để đánh giá tình trạng của bệnh nhân. Giúp là cho công thức máu để đánh giá có tình trạng trùng hay không, thì công thức máu bệnh trùng như bình thường, đánh giá các men gan, với lại đánh giá tình trạng hemoglobin thì cho trong giới hạn bình thường, mình cho kết quả nội soi siêu âm túi mật thì cũng sao lý do gì mà men gan hemoglobin là sao? Mẹ đánh giá hemoglobin để coi các bệnh nhân có tắc mạch, tình trạng tắc mạch gì hay không. Lý do gì? Tại vì bệnh nhân này mình có một cái tình trạng là đã có bệnh có tiền căn là nội túi mật rồi, nhưng mà mình sợ cái viên sỏi nó sẽ lọt vào ống mật chủ thì có thể xảy ra tình trạng tắc mạch. Vì trường hợp này phải xét nghiệm bilirubin mang ra đánh giá thôi chưa được nha, đi sáu hết được bài hết, chưa được, chưa biết cách trình và nắng hậu phẫu nha. Anh biết đứng lên trên kia nhưng bây giờ trường hợp này thì nó vắn tắt thôi, không có gì phải bệnh nhân đau hạ sườn phải, không cần phải mô tả cơn đau quặn mật. Đây là một trường hợp sổ túi mật nha, được phẫu thuật cắt túi mật ngày hôm qua, nghĩa là hôm nay là ngày phẫu thuật thứ nhất. Điều quan trọng mà chúng ta cần nắm là cái thông tin về cuộc mổ, trong lúc mổ không có xảy ra sự cố gì hết, cuộc mổ kéo dài khoảng 45 phút, nói chung không có gì trục trặc, cuộc mổ không có gì trục trặc thì vẫn sau mổ không cần phải xét nghiệm men gan bilirubin, chỉ khi nào xét nghiệm, khi nào ta nghi ngờ có tổn thương ở đường mật, hoặc là như em nói là sỏi và sỏi túi mật nó rớt xuống nó mật chủ trong lúc ta thao tác cắt túi mật đấy. Trường hợp này là bảo thứ nhất, nhưng hiện tại thì sao, thì hơi được chưa? Bệnh nhân cũng còn đau ở những cái vết mổ người ta ít thôi, nên đã trung tiện được. Về mặt vận động thì bệnh nhân đã có thể bước xuống giường đi chưa? Đã có thể đi lại thoải mái tự do, đi tiểu dễ không? Như thế thì sao? Như thế thì có hai cái vấn đề chúng ta cần nắm là gì? Thứ nhất là các hệ cơ quan của bệnh nhân đã phục hồi lại giống như là nguyên trạng trước mổ. Hai vấn đề thứ nhì là gì, là cuộc mổ nó không có trục trặc gì hết, cho nên dự trù kết quả cũng là tốt. Đúng chưa? Đó, chúng ta nghĩ trong đầu là có hai cái vấn đề đấy thì chúng ta sẽ có cái hướng điều trị. Nghe giờ khám thấy sao bệnh nhân tỉnh táo ha, không có vàng da vàng mắt gì ha. Có thằng đau ở đâu? Đau chỗ nào? Đau ở đâu nữa? Nhức hai cái da là lý do tại sao nhức hai cái da? Lý do tại sao đau hai cái da? Viêm khớp hả? Bệnh nhân này bị viêm khớp da hay là sao? Viêm chu da hay là sao? Có bị viêm khớp da, viêm chu, bị đau khớp gì trước mổ không? Không, đây là gì? Đây là tình trạng đau vai nha, do một cái hiện tượng thường gặp trong phẫu thuật nội soi là gì? Là do mỗi cơ hoành. Nắm được chưa? Bạn biết là mổ nội soi trong bụng thì bác sĩ ta phải bơm hơi để có khẩu trường, bác sĩ ta mới thao tác được. Trong một số trường hợp, đặc biệt là phẫu thuật ở cái vùng dưới hoành thì cái hơi nó sẽ tách cái gan ra khỏi cơ hoành, đúng không? Tách cái phần vị ra khỏi cơ hoành bên trái, tách gan ra khỏi cơ hoành bên phải, và cái hơi đấy nó tác động trực tiếp vào trong cơ hoành, nó làm căng cơ hoành, căng xong thì căng lâu quá thì bệnh nhân sẽ đau do mỗi cơ hoành nha, mà đau do mỗi cơ hoành thì không phải đau ở chỗ này mà đau trên vai. Hiểu vấn đề chưa? Như thế nó có loại đau do căng cơ, không phải tất cả trường hợp nào cũng đau như thế. Nó chỉ xảy ra khi nào có hiện tượng tách giữa cái gan hay là cái phình vị ra khỏi cơ hoành. Cái mổ ruột thừa đâu có tách đâu, ta làm dưới nó không tách, nên không có đau. Thế cho nên một số trường hợp đang thấy bệnh nhân thang đau và chúng ta lo lắng là nói sợ có gì hay không, thật ra không có. Ha, nhớ chưa? Giải thích như thế bệnh nhân ta mới yên tâm, nếu không ta sẽ lo. Vết mổ tốt ha, không có thấy dịch thấm băng nha. Cái điều quan trọng nhất là gì? Xương thiện ổn định thôi ha. Rồi, chống hai chân lên xem.
bụng mềm. Cái vùng mổ là vùng này chúng ta thấy là mềm mà trống nè, không có gì hết. Ngay từ những cái khái niệm trống là cái từ của thầy tự đặt ra. Trống chứng tỏ là gì? Là không có tụ máu, không có tụ dịch ở cái vùng mổ. Hiểu vấn đề chưa? Còn nếu mềm mà nó đầy đó, có gì choáng chỗ đâu đấy thì sẽ có tụ dịch hay tụ máu. Nếu như thế thì bệnh nhân này đây là một trường hợp cấp cứu mật nội soi thật. Ngày thứ nhất hậu phẫu tình trạng ổn định, bệnh nhân này có thể cho xuất viện. Nha, có thể đúng nhà gần đây có thể cho về trong ngày luôn. Ha, thì lâu lâu nói chung một cách thừa cấp cứu mật thì là một cái phẫu thuật tương đối nhẹ nhàng, nếu như không có những thứ gì đặc biệt. Nên như thế thì giờ về hướng điều trị đấy, chúng ta điều trị gì? Nếu điều trị thì giúp bệnh nhân bằng đa thì phải cần phải cho bệnh nhân thuốc giảm đau như vậy. Giảm đau cấp độ nào, nhẹ, trung bình hay là nặng? Cấp độ trung bình. Nhẹ đến trung bình, mỗi nội soi. Nếu nhẹ đến trung bình thì nguyên tắc giảm đau là gì? Có thể cho uống. Thứ hai, nó không dùng giảm đau gây nghiện. Thứ ba, nó không cần thiết phải phối hợp. Tương dương, còn nếu nặng thì sao? Thì phải truyền tim mạch, giảm đau gây nghiện thì phải phối hợp hai ba loại giảm đau. Kháng sinh có cho dùng không? Là bệnh nhân không có sốt phần con mổ các khuôn mặt là các kháng sinh dự phòng, xong mổ không cho kháng sinh nữa. Nha, rồi gì nữa? Dịch truyền. Dịch truyền sao, có truyền nước cho ta không? Bệnh nhân ăn uống được, ăn không có cần, không có bị vấn đề gì. Ăn uống được thì mình có không cần phải dịch truyền. Nguyên tắc là truyền dịch hậu phẫu là sao? Các bạn nhớ ba nguyên tắc để thầy nhắc luôn cho rồi. Nha, bệnh nhân hậu phẫu thì trong cơ thể đó là bệnh nhân dịch đói nè, đang gây mê nè. Nha, thì trong cơ thể sẽ có tình trạng tăng tiết là gì? Catecholamine, tăng tiết ADH. Nói về mặt chuyển hóa đấy thì cơ thể có tình trạng là gì? Là tăng dị hóa, cân bằng nitơ dương tính. Nha, thứ hai nữa là cân bằng nước và muối âm tính. Nghĩa là sao? Là cơ thể có xu hướng giữ nước và muối lại, không có thải ra nước tiểu, nên cân bằng muối và nước âm tính. Nắm được chưa? Mà cái lượng nước giữ lại nhiều hơn so với lượng muối. Vì thế một nguyên tắc trong thời gian hậu phẫu chúng ta hạn chế dịch truyền, đừng có truyền nhiều quá sẽ làm cho âm tính nó càng nhiều hơn nữa. Hiểu vấn đề chưa? Như thế thì nha, trường hợp thứ nhất nha, bệnh nhân hậu phẫu không có thiếu nước, không thừa nước nha, ăn uống có thể ăn uống trở lại được thì áp dụng nguyên tắc đầu nha, là cho ăn ngay, không có cần truyền nước nữa, đồng ý không? Rồi trường hợp thứ nhì là bệnh nhân hậu phẫu diễn tiến êm xuôi nhưng mà vì lý do nào đấy không có thể ăn uống và đường miệng được nha, thì truyền nước với số lượng hạn chế và muối bằng nước hạn chế cấp độ nào thì có nhiều bài viết nói ra nhưng mà thấy cũng chưa thống nhất. Mà theo ý của thầy đấy, thầy cũng chuyên về cái dịch và điện giải này, tối thiểu là phải truyền cho bệnh nhân cái lượng bằng cái lượng nước tiểu cộng với cái lượng mất qua da, hiểu không? Bệnh nhân hậu phẫu thì cái nước tiểu tối thiểu phải là 1000, đúng chưa? Lượng nước mất qua da trong khoảng 4 tiếng là bao nhiêu? 400ml trên 1m2, người bình thường 1m7 thì là 7 4 8 là 1.7 là cái là bệnh nhân này nha, tối thiểu cũng phải bù cho ta cái lượng nước tiểu, bù cho ta cái lượng nước mất qua da là 1000 cộng 700 là 1700, hiểu không? Cho nên nếu trường hợp này bệnh nhân này bị sau mổ bệnh nhân bị nôn ói, có thể do thuốc gây mê gì đấy không ăn uống được nha, thì truyền cho ta lít 7. Dĩ nhiên lít 7 là không phải tính đúng lít 7, có thể lít rưỡi hoặc là 2 lít, nắm được vấn đề chưa? Và nên nhớ là gì, đừng có truyền quá nhiều nước, ví dụ như lít rưỡi nha, thì 2 muối 1 nước và 1 gluco đấy. Còn nếu anh truyền mà 1 muối 2 gluco thì lượng nước quá nhiều thì nó sẽ làm cái rối loạn nó trầm trọng hơn. Trường hợp thứ ba là gì? Bệnh nhân hậu phẫu tình trạng thiếu nước hay thừa nước thì bắt buộc chúng ta phải càng tiết giảm nữa, và nếu thiếu nước thì chúng ta phải bồi hoàn cái lượng nước tiếp tục. Nắm được vấn đề chưa? Như thế thì có 3 trường hợp truyền dịch hậu phẫu nha. Trường hợp này bệnh nhân này thì, và trong cái lựa chọn nào? 1, 2 hay 3? 1, bệnh nhân có thể ăn uống được cho nên cắt hết nước, không truyền nữa cho bệnh nhân ăn uống và đường miệng. Nắm được vấn đề chưa? Hiểu không? Rồi nói lại tôi xem nguyên tắc truyền dịch hậu phẫu là sao? Nhất mình nguyên tắc truyền dịch hậu phẫu của mình đánh giá bệnh nhân có 3 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, nếu bệnh nhân không có tình trạng thừa nước thì mình có thể cho bệnh nhân uống sau khi truyền dịch.
cắt hết dịch truyền, cũng là cho ăn uống đó là bình thường. Thứ hai, bệnh nhân không ăn uống được và cũng không có tình trạng hồi nước uống nước, mình có thể cân nhắc ra truyền dịch hạn chế cho bệnh nhân. Thì mình phải đánh giá lượng dịch truyền dựa vào, thứ nhất dựa vào lượng nước tiểu bệnh nhân, thứ hai là thể tích nước mất qua da. Nguyên tắc thứ ba là nếu bệnh nhân có tình trạng thừa nước hoặc thiếu nước và không ăn uống ra thừa nước không uống nước thì mình truyền dịch theo cái nguyên tắc, theo cái đánh giá. Đúng rồi, thừa nước thì cắt giảm bớt nữa, còn nếu thiếu nước thì là bù thêm nước, nắm được vấn đề. Mà em nói như thế cũng không sai, hiểu hay sai ý nghe, nghĩa là có hiểu giới hạn bao nhiêu, cái chuẩn giới hạn là bao nhiêu thì không có cái mốc, không có quy định nào hết. Thì bây giờ cái khôn ngoan nhất là gì, là dựa vào cái cân bằng xuất nhập nha. Nước tiểu yêu cầu bệnh nhân hậu phẫu nước tiểu tối thiểu phải là khoảng đơn lít dưới lít là có vấn đề. Thứ hai nữa là lượng nước mất qua da, cho nên là nếu anh giới hạn thì giới hạn đến cấp đó là thấp nhất, không có không phân cách nào thấp hơn được nữa. Cho nên là hậu phẫu tối thiểu khoảng lít rưỡi, nếu mà ở nước ngoài thì sao là tối đa không quá 2 lít rưỡi. Nhớ điều đấy, còn tắt đi.